Ok. Hôm nay là vào vụ rồi. Về Lam Sách Hải Dương cũng là 350k một cây nhá bạn nhá. Bạn về Lam Sách Hải Dương ơi, 350k tiền cước về Hải Dương, khoảng một củ tiền cước. Một củ tiền cước từ đây về Hải Dương. Một củ tiền cước về Hải Dương nhá. Bạn lấy 10 cây, bạn qua Zalo số điện thoại của mình là 0969162214 ạ. Cây rất là đẹp luôn. Cây nào cũng đẹp luôn này. Ai quan tâm thì qua Zalo. Mình ở Đông Tảo Lam. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của mình là 0969162214 giúp mình nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại đấy giúp mình ạ. À, 50 bác đang xem like của em ơi, các bác thả tim thả like cho em xin, mỗi bác cho em xin một tim một like với. Xem like của em từ lấy rồi, không thì ủng hộ em thả tim thả đồ đồ cho em. 350k một cây quất này em bán quá nó rẻ luôn ạ. Bác nào quan tâm thì qua Zalo giúp em nhá. Qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 ạ. 350k em bán giá xỉ, cái này 350k cực kỳ rẻ luôn. Bác nào đi chợ, các bác đi chợ, các bác vào các bác mua hàng ủng hộ em nhá. Các bác đi chợ, các bác vào mua hàng ủng hộ em ạ. Em ở Văn Giang, Hưng Yên các bác nhá. Bác nào mà muốn mua chung nhau, rủ nhau mua chung nhá. Mua 10 cây một này em bán. Các bác mua 10 cây một này em bán nhá. Bác nào rủ nhau mua chung đi ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Cây rất là đẹp luôn ạ. Em ở Văn Giang Hưng Yên nha mọi người nha, Văn Giang Hưng Yên. Cây quất rất là đẹp này, một cây quất đẹp này, cây quất là lá nó xanh này, nó có quả đỏ quả xanh này, có hoa có lụ này, có quả đỏ quả xanh, có hoa có lụ nhá. Chào các đệ nhá. Cây rất là đẹp đây. Cây nào đánh từ đầu vào đi. Đây ạ, à, đánh từ đầu xuống. Đi đâu giải giải đấy nhá. Tốt chưa tiên hóa, thanh quả nước giống. Bỏ bốn một cây. Giải giải luôn này, đánh to to. Lúc nó phải bay ra. Không nhỉ, các chủ đánh nhanh nhỉ. Nhà đất này nó cũng tơi xốp đúng không? Tơi này mới là nguy hiểm. Nhưng cái bầu cũ rồi, có bầu cũ hả? Tơi thì đánh chậm lắm. Dạ. Tơi là đẹp. Đẹp ơi. Tơi này mới là quánh hơn ngọt sầm. Đúng rồi. Hết mua đấy chưa? Chị mua 10 cây có xe chở không em có nhá. Chị Hà Tiên 1986 nhá. Chị mua 10 cây, chị qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 giúp em ạ. 0969162214 hoặc 0911451210. Cái số điện thoại của em nó đang bị full bạn. Nó đang bị full bạn nên là khi mà mọi người kết bạn Zalo của em thì sẽ không kết bạn được đâu, nên mọi người cứ nhắn tin này em sẽ trả lời nhá. Cứ nhắn tin là sẽ có người trả lời ạ. Em bán giá rất là bình dân luôn. 350k một cây này, giá quá là bình dân luôn này. Cây to đẹp luôn nhá. Cao cây 2m trở lên nhá. Em nhận tặng cao cây 2m trở lên này. Đây mọi người nhìn cây quất đẹp không? Cây quất rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Chỉ mong em sẽ chọn đúng. Quốc Thịnh Quốc 150 150796 đã chia sẻ video live. Cảm ơn anh Thịnh Quốc đã chia sẻ video live của em ạ. Em vẫn còn rất là nhiều, còn hơn 100 cây này nữa nhá, cho các bác thoải mái lựa chọn nhá. Em còn hơn 100 cây nữa cho các bác lựa chọn thoải mái luôn. Bác nào mua xỉ về để bán thì các bác inbox vào Zalo số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Mà bác nào mà và đang xem like của em mà chưa follow em, các bác cho em xin một lượt follow đi các bác ơi. Các bác nhấn follow em đi để khi mà em phát like các bác sẽ nhận được thông báo. Nhà em ngoài hàng quất cam bưởi ra, nhà em còn nhiều mặt hàng khác nữa. 350k một cây nha các bác nhá. 350k một cây. Các bác xem like thả tim thả like cho em đi các bác ơi. Xem like thả tim thả like cho em đi. 350k một cây nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo nha, em xin phép tắt like đây.